Thử thách thứ nhất là nhảy theo lời bài hát. Đúng. Nhưng em phải diễn tả bằng cơ thể em, cơ mặt của em. Ông ví dụ như là ôm chặt đúng không? Ôm chặt. Được không? Hiểu. Và sẽ có hai lượt thi đấu, đội hát và đội nhảy. Đội hát sẽ chọn một ca khúc bất kỳ để hát và cả nhóm hát nha. Và đội nhảy thì sẽ tạo ra đội hình 1, 2 hoặc là 3 người để nhảy theo lời bài hát như anh vừa nói với các em. Đó, hôm nay là tôi không muốn bản thân mình là một người chấm nữa. Tại vì lúc nào các bạn cũng sẽ đòi hỏi sự công bằng đúng không? Đúng, tôi sẽ để các bạn tự đem lại sự công bằng. Hay. Các bạn sẽ phải chấm với đội đối phương và xem thật là kỹ lưỡng và chấm một cách rất là công minh. Tại vì khán giả sẽ xem là các bạn chấm có công minh hay không. Vâng. À, nãy đội Nao Cá Vàng thua đúng không ạ? Dạ. Các em sẽ phải thực hiện thử thách đầu tiên. Đó là cả nhóm cùng hát một ca khúc bất kỳ. Các bạn sẽ hát bài gì nhỉ? Dạ, Khoảng Trời Của Bé. Dạ. Và nhóm em sẽ đề cử anh Nơ lên. Anh Nơ là anh nào em? Ủa, có luôn ạ. Và bên này sẽ thể hiện ca khúc Khoảng Trời Của Bé. Dạ vâng. Và mong là các bạn sẽ thể hiện hết sức tình cảm. Dạ, và vâng. Dạ, em sẽ cố gắng ạ. DJ Hailey. Dạ. Hay lắm anh ơi. Wow. Chủ Winner là xuất sắc luôn rồi. Cơm bao chiều qua buồn đi ngồi nhà. Từ đây em bé bơ vơ, sẽ không còn cha, sẽ không còn mẹ nữa. Yeah. Cơm bao chiều qua buồn đi con đường. Về một mái ấm đơn sơ, ước mơ của em. Trời ấm áp, tràn yêu thương, nơi sẽ chia hạnh phúc. Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng để nhảy lại chưa nhỉ? Em sẽ cử Kenji và Mon lên Minh Họa. Team biết tại gì chưa mà lên Minh Họa nhỉ? Đúng rồi. Thì mình cứ tự tin thôi anh. Team Trí Tuệ sẽ hát bài hát gì nhỉ? Ok. Nói chung là mọi người cũng nghe nhiều rồi. Lời thì vô cùng là xúc động và vui tươi nên là mọi người cố gắng nha. Dạ, và bạn đây là ca khúc Những Đứa Con Từ Trên Trời Rơi Xuống. Rơi xuống là quá cả ta. Giờ muốn diễn tả đó phải leo nóc nhà xong bay xuống. Thôi giỡn giỡn. Ok, mình chơi nào. DJ Hailey, begin, let's go. Đây là chú thích, đây là người bố, còn kia là người con đúng không? À. Thế giới bất ngờ, một người lạ bỗng lan tra. Thì điều gì sẽ xảy ra, chăm lo các con đến tuổi già. Rồi từng ngày phải lo xa, ôi thôi những suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng được mình phải bỏ rơi. Để từng ngày tiếng à ơi, bên nhau sớm hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mãi bên cha, dù rằng đôi khi cha hay trách con, cha hay mắng là để rồi khi ta chung một nhà, hiểu lầm khi xưa bỏ qua. Ở đâu đó cũng có trong ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chia tình thầy thả. Nên cha rồi chẳng rời cha cha chung chúng ta không qua bỏ qua. Thế giới đấy chẳng chính là nhà, có tình như đời dây ca. Đàn là sẽ mãi mãi trở về, may mắn sẽ đến bên con. Dù ta đừng bước căn trên trời rơi xuống, đáng yêu quá trình. Tôi không can tâm. Sao? Đã chấm điểm chưa? Ngồi xuống. Chung là em cũng sai lầm thôi nên là mọi người tiếp tục đi. Và bây giờ sẽ đến phần chấm điểm. Trước tiên là phần thi của đội Nao Cá Vàng. 3, 2, 1. Yeah. Vì sao? Tự nhiên vì sao lại có cái dấu bác sĩ ở đây? À không, em xin lỗi, em chọn này. Nhưng mà thôi, anh cũng phanh phui luôn. Cái bài này mấy đứa phụ họa cho anh tốt, anh biết hết mà.
Tôi cũng phải làm chứng và bênh Winner một chỗ là bài này là Kenji với cả Mon là phụ họa cho Winner rất rất nhiều trong chương trình. Nhưng mà mấy đợt trước là đâu có vụ này, đâu có vụ ông già như này đâu, đúng không? Thì vụ ông già em nghĩ ra một giây trước khi lên diễn cũng vẫn được. Đây có cái gì đâu. Và bây giờ sẽ đến bài nhảy của Winner. 3, 2, 1. Wow. Thì em mình cũng phải biết lượng sức mình đúng không? Nhưng mà anh cũng phải nói thật là bài của Winner thực sự luôn, em nghe cái lời bài hát như vậy mà Winner diễn tả thế là quá tốt rồi. Nói chung là anh thấy là bên này mặc dù là cái đề tài, cái bài hát thì nó cũng dễ thật. Nhưng mà phải nói thật là các bạn cũng đã truyền tải được đúng, đồng đều, đều nhau. Hai người bao giờ em nghĩ là khó hơn một người. Đúng không? Nó mang lại được cái tinh thần vui vẻ của bài hát. Thế là vòng 1, chiến thắng sẽ là nắp cá vàng. Cũng không quên sự hỗ trợ đến từ giọng hát của Winner đúng không? Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn ạ. Rồi.